Các anh chị thân mến, có nhiều đứa trẻ nó học quá cực khổ. Đối với nó, việc học là khó khăn, việc học là chán nản, việc học là mệt mỏi. Siêu trí nhớ học đường chính là phương pháp. Với tất cả sự nỗ lực, đam mê, chúng tôi ao ước đem tới cho các con những cái phương pháp học tập nhẹ nhàng và thú vị nhất, để làm cho con thấy rằng cái việc học là một cái hành trình thú vị, rất là tuyệt vời. Và như vậy thì con chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp, và gia đình chúng ta sẽ tràn đầy tiếng cười. Dưới góc nhìn của một giáo viên, bản thân tôi nhận thấy đây là một phương pháp học tập mới, và đồng thời phương pháp này có ứng dụng kỹ thuật ghi nhớ. Chỉ khoảng gần 15 phút thôi, nhưng các em có thể nắm được hết những cái nội dung trọng tâm của bài. Đây là một bộ giáo án online tại nhà, các con có thể học tại ở nhà, nắm bắt được tất cả các kiến thức. Các con có thể chủ động việc học của mình ở bất cứ nơi đâu bằng các video thật sự là rất là sinh động và dễ hiểu. Tiếp thu một cách có chọn lọc và có hệ thống và rất cô đặc. Đây là một phương pháp học tập rất là mới, mang tính đột phá cao, bởi vì nó là một sản phẩm của rất nhiều cá nhân, của rất nhiều tập thể đóng góp lại. Mình thấy là phương pháp này rất là hay và hữu ích, cho nên mình cũng mong muốn là cái việc sử dụng MyMap sẽ lan tỏa đến được rất là nhiều học sinh nhiều hơn. Đây là một cái phương pháp rất là hay và rất là hữu ích. Autan có thể cùng học với con và hiểu được con của mình hơn, và giúp các con học được một cách nhẹ nhàng để các con có thời gian nghỉ ngơi và vui chơi. Đây chính là một chương trình mà đã giúp ích cho con của tôi cũng như là tôi rất là nhiều trong quá trình dạy cho con học tập. Các cái video bài giảng của các thầy trong siêu trí nhớ học đường làm cho các con cải thiện được cái phương pháp học tập của mình rất nhiều và hứng thú với việc học hơn. Nên là mình mong muốn là phương pháp siêu trí nhớ học đường này cũng được tiếp cận với rất nhiều các bạn trẻ trên toàn quốc, để biết được cái phương pháp này giúp cho các con kích thích cái bán cầu não mà có được cái phương pháp học tập nhẹ nhàng, học nhanh nhớ lâu. Thay vì con ở trường học 45 phút thì ở nhà con chỉ cần học mấy phút thôi, con thấy rất là nhẹ nhàng. Khi có bài nào con không hiểu thì con sẽ tương tác với thầy cô sẽ giúp đỡ con. Con chủ động bài ở nhà cho nên con thấy là học nó dễ hơn. Con học trên siêu trí nhớ học đường.com của thầy Phong giúp con có bộ não khỏe mạnh và thông minh.